Một cái sản phẩm thanh lăn mà mình đã sử dụng khá là nhiều rồi. Đây là chai thứ tư hoặc là chai thứ năm gì đó mình đã sử dụng. Đầu tiên là nó không hề có cồn, cho nên khi sử dụng lên cái vùng da ở dưới nách không bao giờ có cái tình trạng đó chính là kích ứng da hay là rộp đỏ da hay là ngứa da. Nó rất rất là nhẹ nhàng luôn nha mọi người. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì cái hoạt chất ngăn mùi chính của nó sẽ là muối nhôm, và bên cạnh đó kết hợp với cả một cái hoạt chất silicon bay hơi để tạo nên cái cảm giác thông thoáng ở trên da. Và cái thành phần muối nhôm ở trong sản phẩm này nó sẽ hoạt động giống như là một cái nút bịt để bịt cái lỗ chân lông không tiết mồ hôi ra ấy mọi người. Khi sử dụng cái sản phẩm này cho cái vùng da dưới nách thì mọi người sẽ thấy rằng cái kết cấu của sản phẩm này khác hẳn so với Perspirex và Etacin. Nó đặc hơn một chút, nó giống như là cái chất sữa hơi đục đục một chút xíu, và khi lăn ở trên da mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái độ dưỡng ẩm ở trên da, nhưng nó vẫn sẽ làm cho cái vùng da dưới cánh tay của mọi người cực kỳ thông thoáng. Bên cạnh đó, cái mùi hương của sản phẩm Scion này thì nó thơm một cái mùi cực kỳ dễ chịu và mát. Đánh giá tổng quan về cái sản phẩm lăn khử mùi Scion này thì đầu tiên đó chính là nó không hề gây kích ứng và ngứa da, mọi người lưu ý nhé. Bên cạnh đó là giá thành của sản phẩm này thì mình nghĩ rằng khá là hợp lý. Với dung tích là 75ml mỗi ngày lăn ấy thì mọi người cũng sẽ sử dụng được cái thanh lăn này khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng, cực kỳ là kinh tế luôn. Bên cạnh đó về khả năng ngăn mùi của sản phẩm này thì mình chỉ đánh giá là ở mức độ gọi là ổn thôi, chứ nó không thể nào mà mạnh như cái Etacin và Perspirex này được. Nó chỉ ngăn mùi được khoảng tầm từ 12 cho đến 24 giờ thôi. Đối với những bạn nào cực kỳ nặng mùi thì sau từ 10 đến 12 tiếng mọi người sẽ phải lăn lại. Còn đối với những bạn nào có cái mùi hôi ở dưới cánh tay sương sương thôi thì sau khoảng tầm 24 giờ mọi người sẽ lăn lại. Và có một cái đặc điểm mà mình cực kỳ yêu thích đối với cái thanh lăn Scion đến từ nhà Nu Skin này, đó chính là khi sử dụng cái thanh lăn này, ngoài cái việc là nó không hề làm cái nách của mình bị thâm nhá, thì mình khẳng định nó còn làm cho cái vùng da dưới cánh tay của mình cảm giác sáng hơn. Mình nghĩ rằng cái công dụng này nó đến từ trong cái bảng thành phần của sản phẩm này có lactic acid này, có vitamin C này, có chiết xuất từ cam thảo, cho nên khi sử dụng lâu dài ở trên da, ngoài cái việc là nó hỗ trợ làm cho cái vùng da dưới cánh tay của chúng ta không bị thâm ấy, thì nó còn làm sáng cái vùng da dưới cánh tay. Và cái cảm nhận này cực kỳ rõ ràng. Nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất thôi, đó chính là về cái khả năng ngăn mùi của nó sẽ không quá tối ưu, và nó sẽ không phù hợp đối với những bạn nào có cái tình trạng mùi hôi nách quá là nồng, thì mọi người sẽ không sử dụng được cái thanh lăn Scion này đâu, mà mọi người sẽ phải chuyển sang sử dụng cái Etacin hoặc là Perspirex nha. Để chấm điểm cho cái thanh lăn Scion này với rất nhiều những ưu điểm còn có công dụng làm sáng da, dưỡng ẩm da, thì mình sẽ chấm cho cái thanh lăn này là 9 điểm trên 10. Và đây là một sản phẩm mình cực kỳ yêu thích. Đối với những bạn nào có tình trạng mùi hôi dưới cánh tay ấy, nó không quá nồng, thì mình cực kỳ khuyến khích mọi người nên sử dụng cái thanh lăn Scion này. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like, subscribe, đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mình hy vọng rằng là sau video ngày hôm nay thì mọi người sẽ tìm được ra cái giải pháp để giúp bản thân mình tự tin hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Và mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.